xin chào mọi người cái video này là một cái video nói những cái dịch vụ mình cung cấp cho cộng đồng người Việt Nam trong nước và ngoài nước và riêng cái video này mình sẽ nói về những cái đồng nào những cái tín hiệu mình cung cấp cho xã hội à, cái đầu tiên là trang Twitter đây là trang Twitter của mình bạn có thể tìm mình ở đây okay. thì uh, ở đây sau khi bạn lên đăng ký cái này á nó có uh, khá là nhiều dịch vụ nằm ở đây uh, nhưng um, trong những cái dịch vụ trong những một trong những cái dịch vụ là mình cung cấp tín hiệu cho cộng đồng người Việt Nam trong nước và ngoài nước cái xác suất của nó lên tới 90 95 phần trăm làm sao xác thực những thông tin như vậy thì mình cũng đã làm một cái video 16 phút đây là một cái video 16 phút bạn có thể lên trên YouTube gõ cái chữ tiên Academy Ok và ấn vô chữ Home. home sau khi bạn ứng chữ Home, á cái video đầu tiên okay, là cái video nó cái video đầu tiên nó 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 16 phút nó chia sẻ cho bạn nhà nó dẫn dắt bạn cái cách làm sao mình nắm cái tay của bạn à, mình dẫn dắt bạn làm sao để xác thực xác thực xác thực thông tin của mình hơn 8 tháng mình cung cấp cho xã hội nha à, và đây là cái tự đề của nó bạn có thể tìm nó bạn có thể đứng cái tự đề này trên youtube mà tìm nó hoặc nghe bạn có thể ấn chữ tiền mình ấn chữ home là nhà và cái đó đó là cái video đầu tiên xác suất chính xác lên tới 90 95%. Làm sao xác thật, làm sao xác thật. Và ngày này nào mình cũng khuyên hết đó. Nếu bạn muốn có tự do tài chính coi cái video này vậy thôi. Ok. Bỏ 16 16 phút thời gian của cuộc đời bạn ra. Nó có thể giúp bạn thay đổi cái cuộc đời của bạn về mặt tài chính. Chấm hết. Đây là những cái đồng mình cung cấp tín hiệu cũng giống như, như Bitcoin. Tại sao vừa rồi nó nó vỡ vẫn đúng cái con giá là 24 26.450. Ok và nó quay đầu đi xuống. Và đây là những người thật việc thật vừa rồi hồi xưa nãy mình có hỏi nghe um, về hỏi là tại sao là cái, đây là cái thông tin là gọi là mình chia sẻ cho bạn cả một tuần tới 3 tuần trước rồi. Ok. Và vừa rồi là đây là những người anh em uh, mới trả lời, đây là những người anh em đã chốt đơn giống như bạn này chốt được 200 đô. Ok, bạn này chốt được uh, tuyệt quá. Và đây là những người thật việc thật mình không trả phí cho họ để ghi những cái thông tin vớ vẩn như vậy ở đây. Ok. Mới có hai người trả lời à. Ok. Nhưng những người nào đăng ký tín hiệu ok với số tiền đâu khoảng cỡ một tờ giấy số mỗi ngày thì đây là những cái thứ mà gọi là bạn đã cập nhật tháng này tuần này qua tuần nọ rồi ít nhất từ một tới tới ba tuần to tuần hơn, hơn giá nó sẽ ngừng đúng ở đó và nó quay đầu và cho những người nào đăng ký đọc nến thì chắc chắn bạn thấy tại sao nó quay đầu ok một cách rất là dễ dàng dựa theo những gì mình chia sẻ với bạn đây là những cái đồng mình cung cấp tín hiệu xác suất lên tới 90 chín mươi chỉ có những đồng này thôi ok nếu mà đây là những cái đồng mà bạn quan tâm tới bạn muốn mua nhảy vô nhảy ra hay là đầu tư lâu dài thì đây là những cái đồng mình cung cấp ok ở tiền mình bitcoin mình cung cấp tín hiệu cho ethereum tại sao nó ngừng ngay chỗ đại ra chỗ đó tại sao nó ngừng ở 1660 cũng là một con giá mình đưa lại cho bạn cách đây 1 tới 3 tuần trước ok nếu nó không vượt qua con giá này thì sao ok vân 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 solana ok là một cái đồng khác đồng altcoin mình cung cấp tín hiệu XOP là một cái đồng mình cung cấp tín hiệu. Matic là một cái đồng mình cung cấp tín hiệu hàng ngày. BNB là một cái đồng mình cung cấp tín hiệu. LINK là một cái đồng mình cung cấp. DOGE là một cái đồng mình cung cấp. Và ADA, thôi oh, mình xin lỗi bạn. ADA là một cái đồng mình cung cấp. Ok. Thì đây là những cái cái đồng mình cung cấp tín hiệu cho cộng đồng người Việt Nam trong nước và ngoài nước. Xác suất lên tới 90 95%. Cái video 16 phút này nó dẫn dắt bạn làm sao xác thực những thông tin như vậy. Ai cũng có thể uh, mua một cái microphone, đúng không? Ai cũng có thể lên nói dốc. Nhưng đây là cái cách mình dẫn dắt bạn làm sao xác thực thông tin của mình. Okay. Và đây là cái nền tảng gọi là uh, Twitter. Okay. Với cái tên này, bạn có thể lấy cái tên này bạn dán vô trong đây để bạn tìm mình. ở Trên đây mình cũng cung cấp những gì mình làm trong nguyên ngày. Uh, từ lúc mình mở mắt cho tới mình nhắm mắt chuyện gì thông tin về chiều sâu của Bitcoin, chiều sâu của tiền điện tử, những thông tin mới nhất của tiền điện tử đều được đăng lên ở trên đây và không chỉ như vậy nữa, mình cho bạn những cái tầm nhìn, những cái ước mơ, những cái thứ mà bạn có thể đem xuống, đem xuống và nó đầy đầy giá trị để bạn cải tạo cái cuộc đời của bạn, cải cải tạo cái cuộc sống của bạn về mặt tài chính cũng giống như tư duy, sự thật chuyện gì đang xảy ra trên toàn cầu thì nó đã, đang đang nằm ở đây cũng giống như cái gọi là cái gì nè, cái thu nhập của Bitcoin 12 năm vừa rồi là bao nhiêu so sánh với tất cả những đồng tiền những cái tài sản khác trên toàn cầu vân vân và vân vân rất là nhiều thông tin ở đây okay? và nó nằm ở trên Twitter okay? cho số nhiều người Việt Nam là không biết Twitter là gì nhưng bạn nên biết đây là cái 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 sự thật cuối cùng trong thế giới cái nền tảng X nền tảng X và riêng mình thì mình chỉ đăng thông tin về tiền điện tử uh, Bitcoin chuyện gì mới nhất của tiền điện tử và chuyện gì mới nhất của toàn cầu về kinh tế tài chính, ok? và bạn có thể lấy cái tên này dán lên trên đây để tìm mình. Sau cái video này, rõ ràng bạn cũng đã biết mình sẽ làm những cái video uh, general video, có nghĩa là những thông tin rò rỉ, những thông tin mới nhất của tiền điện tử uh, sau cái video này và bất cứ mỗi uh, thường thường mỗi ngày từ thứ hai cho tới thứ sáu, nhiều lúc thứ bảy chủ nhật cũng có luôn, mình sẽ có một cái phát trực tuyến mà phát trực tuyến đó sẽ nằm ở trên tiền Academy, ở trên YouTube và ở trong đó nó có rất rất là nhiều thông tin, ok? mình có thể làm một cái video 5, 6, 7 tiếng nhưng trong cứ phát trực tuyến gọi là mình mình nén nó vô một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ để mình đẩy đẩy, đẩy đẩy, đẩy, thông tin ra cho bạn để bạn cập nhật. Nếu bạn muốn chiến thắng trong thị trường này thì mình cũng khuyên là coi cái 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 phát trực tuyến, ok? thì nó hoàn toàn miễn phí. Nhưng bạn muốn chốt đơn chốt đơn thì đăng ký tín hiệu nó nằm ở ở đây, ok? Bạn có thể liên lạc với cái số yellow này với cô nhân viên sẽ sẽ giúp đỡ bạn. Vậy thôi, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ. Và cái video đầu tiên bạn sẽ nhận được từ cái nền tảng này là một cái video về những thông tin mới nhất của thị trường điện tử, những gì bạn nên quan tâm cho những cái, cái giờ và những ngày tới đây. Xin chào mọi người.